Tôi là Minh Nguyệt. Kiếp trước tôi là diễn viên chuyên các vai ác nữ phản diện. Mặc dù tính cách của tôi thì không có ác nữ gì đâu, nhưng không hiểu sao tôi lại xuyên không vào nhân vật phản diện trong bộ phim mà tôi vừa mới đóng xong. Đúng là sinh nghề tử nghiệp mà. Hôm nay vườn nhà tôi được mượn làm nơi tổ chức đám cưới cho một người họ hàng. Được rồi, nhìn ăn đứt cả chú rể luôn á. Bây giờ ra chỗ hội trường đám cưới thôi. Mà đám cưới là sao? Thì hai người yêu nhau nhiều, thiệt nhiều thì sẽ làm đám cưới. Yêu là gì? Chương trình Elios và 1001 câu hỏi tại sao bắt đầu. Thì khi em gặp một người mà khiến tim của em đập nhanh nè, khi người đó đi cùng một người khác thì em cảm thấy bực bội nè, hay là khi không gặp người đó thì em thấy nhớ ơi là nhớ nè, đại loại là vậy á. Yêu. Nước ở đâu ra vậy? Mưa hả? Sao vậy? Nhìn tôi xui quá vậy ta. Không sao, vô lớp mình lấy khăn lau cho cậu ha. Cảm ơn cậu nhiều nha Nguyệt. Cậu tự lấy khăn lau đầu đi nha. Mình có việc bận rồi. Bạn bè kỳ, mình chỉ bị chim ỉa lên đầu thôi mà. Sao vậy? Sao không đi? Đi thôi. Yêu là khi em gặp một người khiến tim em đập thật là nhanh. Là yêu sao? Nữ chính của cuộc đời em sẽ sớm xuất hiện thôi nhóc à. Cảm ơn quý vị quan khách đã đến chung vui cùng chúng tôi ngày hôm nay. Đi vào nhà dẫn Nguyệt ra đây. Lúc nãy tiểu thư đã đi cùng cậu Elios rồi thưa phu nhân. Lại đi cùng thằng nhóc đó. Dạo này nó cứ lững quững bên thằng nhóc đó là sao hả? Ngươi phải đặc biệt chú ý đến Nguyệt. Đừng để cho thằng nhóc đó làm hại gì đến con bé, biết chưa? Dạ thưa phu nhân. Giờ chú rể có thể hôn cô dâu. Chúc mừng. Họ đang làm gì vậy? Họ đang hôn nhau đó. Hôn có ngon không? Thì em hôn đi rồi biết chứ, không sao chị biết được. Nụ hôn đầu của tôi đã bị cướp đi như thế. Ngày hôm đó tôi nhận ra rằng Elios không coi tôi đơn thuần là một người chị. Điều tôi lo sợ nhất đã xảy ra. Sự xuất hiện của tôi dường như đã đẩy kịch bản đi quá xa cái đích ban đầu. Dậy đi Elios. Tôi là Minh Nguyệt, 18 tuổi, sinh viên năm nhất khoa diễn xuất. Biết mấy giờ rồi không? Sắp trễ rồi đó. Đến khi nào chị mới thôi ra vào phòng của tôi một cách tùy tiện vậy? Đây là Elios, 16 tuổi. Tuy nhỏ hơn tôi 2 tuổi, nhưng năm nay cũng đã vào đại học năm nhất khoa luật. Chị em vào phòng nhau thì sao? Em có bí mật gì giấu chị hả? Chị biết hết tất cả về em nha. Mấy cuốn sách 18 cộng của em để ở đâu chị cũng biết tước. Dù sao thì con trai xem mấy cái đó cũng bình thường thôi, em đâu cần phải ngại. Ủa mà sao im ru vậy ta? Chắc là đang tắm rồi. Đây là hình lúc đám cưới họ hàng nè.
Elios, lần đó cậu vì tò mò nên mới hành động như vậy đúng không? Chị làm gì mà nhìn tấm hình đó mãi vậy? Elios, không phải đang nhớ tới chuyện đó chứ? Sao đi ra mà không nói tiếng nào vậy? Làm chị hết hồn à? Mà em mặc áo vô đi. Nè, hình như chị mới là người xông vào phòng của tôi mà không báo trước đó. Đây là phòng tôi, và chị biết rõ tôi có thói quen không mặc áo khi ngủ. Bảo ngại mà cứ xông vào phòng tôi đột ngột như thế. Không lẽ chị tính quyến rũ tôi hả? Quyến rũ? Em nói bậy bạ cái gì vậy hả? Thôi đi, chị không có giỡn với em đâu. Giỡn? Tôi chưa bao giờ giỡn với chị cả. Chị đi trước đi. Em đừng có tới trễ đó. Người ta xuyên không, nếu không phải là nữ chính thì cũng là người nắm cốt truyện từ đầu tới cuối để còn có hướng mà xử lý. Nhưng thật không ai có cái số chó mực như tôi. Không những phải làm nữ phụ phản diện mệnh yểu, mà ngay tất cả câu chuyện này tôi cũng không biết nó sẽ diễn ra như thế nào nữa. Vốn dĩ tôi chỉ tính là một người chị tốt để yên bình sống qua kiếp này. Nhưng bây giờ cậu em này lại hành động khiến tôi thực sự bối rối. Tôi phải làm gì đây? Làm gì để câu chuyện này trở lại quỹ đạo của nó? Phải làm sao đây? Đúng là điên cái đầu mà. Nãy giờ mà không có ma nào tới đăng ký hết. Không biết có chiêu mộ đủ 5 thành viên không đây? Không đủ cũng phải đủ. Tôi nhất định phải thành lập được câu lạc bộ diễn xuất. Cậu thích diễn xuất tới như vậy hả? Đương nhiên. Người à, chúng ta đã là bạn tốt bao nhiêu lâu nay, nhưng tôi không muốn chỉ mãi là bạn thân của cậu. Hôm nay tôi nhất định phải nói cho cậu biết. Nguyệt à, tôi... Mình thích... Tôi mới rời mắt một chút mà chị đã thân mật với người khác rồi. Con mồi của trường chúng ta đó. Đẹp trai dữ vậy trời. Elios, em đến trễ. Ủa, đâu rồi ta? Đâu rồi? Đang đánh kìa. Mà bóng bay nó mất tiêu rồi. Cậu còn đứng đó làm gì? Tới giúp tôi phát tờ rơi đi. Không đủ 5 người là câu lạc bộ không được thành lập đâu. Trò dớ dẫn. Elios, nếu không giúp thì cũng đừng có bỏ như vậy chứ. À, gì vậy? À, tự nhiên lại selfie. Đi phát tờ rơi mau lên. Thời nào rồi mà còn đi phát tờ rơi? Hẹn chi ngồi sáng giờ mà không có ai đăng ký. Vậy là xong rồi nha. Anh Elios, đợi bọn em với. Anh có bài phát biểu trước tân sinh viên toàn trường có đúng không? Tụi em hâm mộ anh lâu dữ lắm rồi đó. Sao giờ học anh có bận việc gì không? Tụi mình đi chơi đi ăn được không anh? Đi một chút. Biến xíu thôi. Anh đẹp trai thật, nhưng lại lạnh lùng quá rồi đó. Thật là đáng tiếc. Anh mà ngoan một chút thôi, tôi sẽ chơi với anh thêm một lát nữa. Thật đúng là các người không còn ai tốt hơn sao? Hắn dòng ra sau lưng chúng ta từ khi nào vậy? Khốn kiếp! Biến đi. Hắn giết hết quân ta chỉ trong nháy mắt.
hắn là quái vật. Bye bye. Phu nhân, đã 7 ngày rồi mà những kẻ đó vẫn không chịu quay về. Lại nữa, đây là người thứ bao nhiêu rồi? Tất cả những người chúng ta cử đi ám sát nó hoặc tìm hiểu về nó đều biến mất một cách bí ẩn. 6 năm, đã 6 năm rồi vẫn không một chút manh mối gì. Phu nhân, thật ra lúc nãy có 2 người Nhật đến, họ nói là có thể giải quyết sự phiền muộn của chúng ta, thưa phu nhân. Dẫn bọn họ vào đây gặp ta. Các người nói có thể giải quyết cho ta? Đã rất nhiều người thất bại, làm sao một lão già như ngươi lại có thể chứ? Bởi vì kẻ mà phu nhân đang đối đầu là một con quỷ. Một con quỷ sao? Mà bắt quỷ là nghề của tôi. Bởi vì kẻ mà phu nhân đang đối đầu là một con quỷ. Quỷ? Thật là nực cười. Tại sao ta lại tốn thời gian cho những thứ lố bịch như vậy? Cho bọn họ ít tiền rồi mời họ đi đi. Phu nhân đã dùng biết bao nhiêu cách rồi mà vẫn không diệt được nó. Phu nhân không thấy lạ sao? Không thể giết quỷ bằng cách bình thường được. Tôi nghĩ phu nhân đủ thông minh để nhận ra điều đó mà. Dù sao phu nhân cũng không mất mát gì, sao không thử dùng chúng tôi? Thưa phu nhân, ông ta nói cũng không sai, sao chúng ta không thử xem sao? Được, vậy thì ông hãy làm những gì mà ông cần làm đi. Tôi sẽ hậu đãi ông thật nhiều, miễn là ông giết được nó. Phu nhân cứ yên tâm giao cho tôi. Nhiều đơn đăng ký quá trời. Thằng nhóc Elias này lợi hại thiệt chứ. Mà không biết sao Elias lại chọn vào showbiz vậy ta. Theo kịch bản mà mình biết sơ sơ thì đâu có vụ này đâu. Tính cách kỳ quái của Elias mà đi làm idol thì lại càng khó hiểu nữa. Mọi thứ mình biết về câu chuyện này vốn đã ít rồi, giờ còn rắc rối vậy, không biết trôi về đâu luôn. Ông trời ơi, cuối cùng ông đưa tôi tới đây là muốn tôi làm gì hả? Cho xuyên không thì chí ít cũng cho làm nữ chính đi. Đã không được làm nữ chính còn phải chết sớm. Ông muốn trêu đùa tôi tới chừng nào? Chị làm gì mà cứ lẩm bẩm một mình vậy? Elias. Giờ mình mới để ý, đôi mắt của Elias thật là đẹp. Và cậu ấy cũng cao lớn hơn trước rất nhiều. Alo? Dạ, dạ, về liền hả mẹ? Sao ạ? Cả Elias nữa hả? Có chuyện gì mà gọi tụi con về gấp vậy hả mẹ? À, chú Dương, chú làm gì vậy? Elias! Ma pháp trận sao? Ông già kỳ dị này đang làm gì vậy ta? Hình như là ông ta đang nhắm vào Elias. Trời ơi, cháy cả hình nhân luôn hả? Mấy cái trò nhảm nhí này sẽ không làm gì được cậu đâu, đúng không Elias? Sao cậu đứng yên không nhúc nhích gì hết vậy Elias? Gương mặt khó chịu này là sao vậy chứ? Cậu đừng có làm cho tôi lo đó nha. Không ổn rồi.
phải tìm cách ngăn tịch pháp sư kia lại mới được. Tuyệt chiêu cẩu sư. Dừng lại mau, làm gì vậy hả? Ông dừng lại ngay cho tôi. Cô bé này sao tự nhiên lại nổi điên? Tránh ra. Quyết Thank you.